nó móc hết chân rồi. Rồi con để đây mới quay được. Để con cứ để ở đây, để ở đây. Đấy các bạn thấy chưa? Để móc hết chân rồi. Móc chân sau rồi đúng không? Móc chân trước cũng mọc rồi, chân trước mọc một cái rồi. Ừ, con nòng nọc đã móc chân. Đây là bể bạn nấm nuôi mấy con nòng nọc? Ba con à? Ờ, một con tên Tahi, Rua và Turu và con Ui. Con út này nó chưa chân. Kệ kệ nó thôi, con đừng bắt nó nữa. Đây, hai con này mọc chân rồi. Còn một con ừ, và một con chạch. Thì đây là bể cá của bạn. Bạn nấm ơi, bạn nấm và bạn mộc nhĩ à. Đây các bạn đã thấy cái con này. Nó mọc chân ở đây, mọc chân trước rồi. Con này mọc được 3 chân này. Con này mới mọc được 2 chân sau. Đấy con này là út vì chưa mọc chân nào. Ừ, chưa nè. Con út này. À, con út này là con anh, con chị. Ừ. Cái con ba chân kia là con ấy là già nhất đúng không? Không. Vâng ạ, nó sắp biến thành ếch rồi. Biến ếch à? Cho nên con sẽ xếp các đống trồng đá vỏ vò lên để có thể tạo điều kiện cho nó cất lên dễ hơn. Rồi kệ nó. Con chạch thì nó không ăn gì. Có ăn rau ấy. Ý là nó không bắt con nòng nọc này nó ăn. Ý? Nó có đuổi bắt con nòng nọc ăn không? Không, nó không ăn đâu. Nó chỉ là những lúc mệt quá nó. Nòng nọc này nấm nuôi được lâu chưa? Nòng nọc này nuôi lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Rồi ok, khoe các bạn thế thôi nhỉ. Hôm nào nó mọc đủ chân lại khoe tiếp nhỉ.